18 giờ 45 phút ngày 3 tháng 10, chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1982, ngụ ấp Cây Mát, xã Ninh Thanh Lợi, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu, đứng ngồi không yên khi không thấy chồng là Trần Văn Tràng, sinh năm 1981 về nhà. Tờ mờ sáng ngày 3 tháng 10, Tràng xông rủi quanh xóm để giày đồ nhậu. Nhìn mâm cơm trên giường nguội lạnh, chị Hiền ngó ra hiên cửa nhưng không thấy bóng người. Thằng Nhân, đứa con trai lớn 12 tuổi, đi chơi vẫn chưa về. Chị Hiền định nhờ người kiếm Nhân để tìm Tràng nhưng không thấy. Nóng lòng, chị Hiền cầm cây đèn pin ra phía trước cửa nhà. Khi ra đến mé mương đào để nuôi tôm, chị Hiền phát hiện bóng đen nằm cặp bờ. Tò mò, chị dội đèn lại gần. Anh chàng nằm bất động từ lúc nào. Chị Hiền cất tiếng: "Bà con ơi, cứu chồng tôi." Nghe tiếng chị Hiền vọng trong đêm tối, vợ chồng anh Hạnh kế bên bờ vuông cầm đèn pin chạy sang. Cả ba người hì hục kéo xác anh chàng lên bờ, đưa anh đến trạm y tế xã để cấp cứu. Trưởng trạm khuyên gia đình chở anh chàng về an táng, bởi anh đã chết trước khi mang đến bệnh viện. Đến chia buồn với gia đình chị Hiền, ai cũng có khuyên rằng thằng chàng nó nhậu xỉn té xuống sông chết. Tội nghiệp hai con nó mới tí tuổi đầu đã mồ côi mồ cút. Đàn ông con trai gì nghiện rượu quá trời, nhậu từ sáng đến tối không lo làm ăn, một mình vợ nó quần quật cỡ vuông tôm. Chị Hiền lau vội dòng nước mắt, đưa thi thể Tràng về gia đình chồng ở ấp Phước Hòa, xã Lộc Ninh tổ chức an táng. Ngay lúc đó, anh Hồ Văn Khang, bà con cô cậu ruột với Hiền chạy đến chia buồn. Khang cho biết khoảng 16 giờ cùng ngày, Tràng say quá cần câu nhưng trên tay vẫn cầm ca rượu đến nhà Khang nhậu. Thấy tình nghĩa anh em, Khang đồng ý. Thức ăn chỉ có vài con cá khô nhưng Tràng tỏ ra hăng hái. Rượu rót ra ly là Tràng uống cạn. Tại đây, Tràng khoe từ sáng đến giờ Tràng nhậu 3 tập, trong người hơn 2 lít rượu. Sợ ngủ không được nên ghé nhà em uống vài ly cho dễ ngủ. Tràng nói lý do rủ anh Khang nhậu. Thấy Tràng đã say nên Khang ngồi làm vui lòng khách. Theo lời Khang, hai anh em chén tạc chén thù được khoảng 1 giờ đồng hồ. Thấy Tràng say quá nên Khang lấy xuồng máy đưa về trước nhà. Nào ngờ nhận được tin Tràng nằm cặp con ngương. Mọi người cho rằng Tràng say quá đi không nổi nên ngủ tại mé mương, dẫn đến cái chết thương tâm. Ông Hồ Văn Mạnh, sinh năm 1966, ngụ ấp Cây Mát, xã Ninh Thanh Lợi, cậu ruột Hiền, đến chia buồn cùng đứa cháu rể. Ông Mạnh tỏ ra bất ngờ bởi chiều ngày 3 tháng 10, nghe Khang kể lại Tràng nhậu nhà Khang. Chắc nó nhậu say quá nên Khang đưa đến bờ đã bước không nổi, ngủ xuống bờ kinh, trúng nước trúng gió chết. Cái thằng thiệt tệ. Ông Mạnh vừa cảm thông cho Hiền nhưng tỏ ra trách Tràng. Nói rồi, ông Mạnh ra phía sau nhà, lúc thì tiếp khách, lúc thúc giục thanh niên trong xóm làm heo dựng rạp tổ chức tang lễ cho Tràng. Đến 14 giờ ngày 6 tháng 10, gia đình tổ chức chôn cất Tràng tại phần đất gia đình. Bên quan tài của chồng, chị Hiền nấc lên từng tiếng. Người dân trong xóm đến chia buồn, động viên chị Hiền gượng qua đau buồn, lo cho hai đứa con đang độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Khoảng 12 giờ ngày 6 tháng 10, gia đình chị Hiền tất bật chuẩn bị chôn cất cho Tràng. Phía trước nhà, đội tang lễ đang tập dượt nghi lễ. Phía sau, nhiều thanh niên đã đào xong huyệt mộ cho anh Tràng. Trong lúc thắp nén hương cho Tràng, Nguyễn Văn Nhân, cháu của Tràng, cất tiếng hỏi Trần Quốc Nhân, đang mang khăn tang, đứng cặp quan tài đáp lễ khách viếng: "Cha mày té xuống mương chết, sao mày không khóc gì hết?" Nhân trả lời tỉnh queo: "Cha tao bị đánh chết, chứ té xuống sông cái gì." Lập tức, câu nói của Nhân làm bàng hoàng khách dự. Không ngờ, câu nói của Nhân mở ra vụ án ly kỳ. Nghe Nhân kể lại, từng chứng kiến cha là anh Trần Văn Tràng bị đánh đến chết làm bàng hoàng tang lễ. 3 ngày kiệt sức, nhưng nghe con trai nói, chị Nguyễn Thị Hiền bừng tỉnh. Mọi người khuyên ngừng càng trống để Nhân kể lại sự việc. Chiều 3 tháng 10, Nhân hẹn với mấy đứa bạn trong xóm đi chơi. Khi đi bộ trên bờ con mương đào, Nhân nghe tiếng la lớn phía bờ bên kia. Tò mò, Nhân nhìn qua, thấy ông cậu là Hồ Văn Mảnh, sinh năm 1966,
cầm cái cây đánh vào người chàng. Hai bên giằng co, ông Mãnh xô chàng té xuống sông, sau đó đi vào nhà. Thấy cha nằm bất tỉnh dưới mương, Nhân nhảy xuống lôi cha về nhà. Khi đến bờ mương ngay cửa nhà, Nhân tưởng anh chàng ngủ nên bỏ đó tiếp tục đi chơi. Nhân thành thật: con tưởng đâu cha ngủ, lúc này nước rồng nên không sao. Tối con về hay tin cha chết. Ai cũng nói cha té xuống sông, chứ thật ra ông cậu đánh cha. Ông Mãnh đang lui cui thu dọn bàn ghế, chuẩn bị làm lễ di quan cho chàng, chạy đến nghe ngóng. Nhân chưa dứt lời, ông Mãnh nạt: mấy ngày nay thức đưa đám ma cho thằng chàng. Nhân nói ẩu: tao đánh thằng chàng hồi nào mà nó nói vậy? Tụi bay không tin, hỏi thằng Khang sẽ rõ. Trước lời kể thành thật của Nhân, thái độ kỳ quặc của ông Mãnh làm nhiều người nghi vấn. Khang thề bán sống bán chết rằng: anh chàng anh rể tôi, không lẽ tôi nói bậy. Chiều hôm đó nhậu ở nhà tôi xong, ảnh đi không nổi, tôi lấy vỏ máy đưa ảnh về nhà mà. Nhiều người khuyên hiền nên báo công an để làm sáng tỏ vụ án. Ông Mãnh động viên: thằng chàng nó sắp yên mộ yên mã, tụi bay nghe lời nói bậy bạ của thằng Nhân. Tao không có trách, nó là con nít, nhưng bay tin nó là không được. Gần đến giờ chôn cất rồi, cậu ra nói với họ chuẩn bị hành lễ. Đến 13 giờ 30 phút ngày 6 tháng 10, mọi người chuẩn bị di quan cho chàng thì thấy bờ kinh, lực lượng công an huyện Hồng Dân cùng chính xác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Bạc Liêu có mặt. Thiếu tá Lý Minh Khương, phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm cho biết, khoảng 13 giờ phòng nhận được tin báo từ công an huyện Hồng Dân là có người thân nghi ngờ nạn nhân bị giết nên đề nghị làm rõ. Đến nơi, một số người can ngăn, cũng có một người đề nghị phải làm rõ. Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân địa phương nói: dù gì cũng phải làm rõ sự thật. Nếu ông Mãnh không có, phải giải oan cho ổng. Tao nghĩ thằng chàng cũng yên lòng nơi chính suối. Trinh sát của phòng kỹ thuật hình sự tổ chức bật nắp quan tài. Một tổ trinh sát thu thập lời nhân chứng. Một tổ trinh sát khám nghiệm thi thể tử thi. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do bị ngoại lực tác động, gãy xương sườn, trong đầu có vết bầm và tụ máu. Nguyên nhân tử vong là do vật cứng đánh vào người trước khi tử vong. Qua công tác khám nghiệm tử thi, công an tỉnh Bạc Liêu nhận định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ đã đánh nạn nhân, sau đó xô xuống mương đào để tạo hiện trường giả. Qua nhiều đêm thức trắng với hàng chục giả thiết, ngày 9 tháng 10, trinh sát đến nhà ông Mãnh, bất ngờ phát hiện con chó của ông Mãnh có dáng đi không bình thường. Theo người dân địa phương, ông Mãnh thương con chó của mình. Những lần đi xa, ông thường đem về chút quà bánh dành cho nó. Trinh sát chích thuốc gây mê, kiểm tra con chó thì phát hiện chân trái sâu có vết bầm. Một giả thiết được đặt ra: tàn cuộc nhậu ở nhà Khang, chàng quên đường về. Thay vì quay trở lại qua cầu về nhà gần hơn, nhưng đi thẳng ngang qua nhà ông Mãnh, rồi dùng cây đánh chân con chó. Ông Mãnh phát hiện và xảy ra mâu thuẫn. Trinh sát tiến hành lấy lời khai lần nữa. Khi nghe hỏi vết thương chân trái của con chó, mặt ông Mãnh bỗng tái nhợt rồi cúi đầu nhận tội. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 10, ông Mãnh đi làm cỏ ở bờ vuông, chuẩn bị vào nhà thì nghe tiếng con chó kêu. Ông vội cầm cây gậy chạy đi tìm. Ông Mãnh gặp chàng tay cầm ca rượu, chân nam đá chân chiêu. Ông Mãnh bực mình: mày đi đâu mà xỉn quá trời vậy? Chàng không trả lời mà nói trong men rượu: con đập chết con chó của cậu rồi. Thấy đứa cháu nát rượu vừa đập con chó cưng của mình bị thương ở chân, sẵn trên tay cầm khúc cây, ông Mãnh hô: mày đập nó, tao đập mày, rồi đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Lúc đó do say xỉn, chàng không chút kháng cự ngã quỳ xuống bờ vuông. Ông Mãnh đánh tiếp vào mạng sườn, rồi dùng tay xô chàng xuống mương. Ngay lúc đó, Nhân đang đi chơi ở bờ mương bên kia. Đến 20 giờ cùng ngày, ông Mãnh nhận được tin chàng chết do ngộp nước, nên bàn bạc với cháu ruột là Hồ Văn Khang tìm cách ngoại phạm. Khang kể lại: ông Mãnh hướng dẫn tôi khai để đánh lạc hướng cơ quan cảnh sát điều tra. Ngày 28 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can
và bắt giam ông Mạnh về hành vi giết người. Vụ án được đưa ra ánh sáng đã khiến người dân địa phương không khỏi bàn tán xôn xao. Họ cho rằng oan hồn của nạn nhân đã hiến linh xui khiến con trai buộc miệng tố tội ác nhân để kêu oan cho cái chết của mình. Bởi sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã tạo hiện trường giả nhằm đối phó cơ quan công an. Cho đến khi gia đình chuẩn bị chôn cất nạn nhân thì sự thật mới được phanh phui nhờ vào tình tiết hết sức bất ngờ. Có lẽ oan hồn của anh chàng đã quay về báo oán, khiến hung thủ lộ diện. Nếu không thì tội ác đã bị chôn vùi vĩnh viễn. Người dân địa phương nhận định